Thẳng. Bảo Định bị quân Nhật công phá, mau chạy. Mau chạy đi. Thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế. Các ngươi làm gì vậy? Đi. Các ngươi muốn bắt tôi làm cái gì? Bị quan mà các người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Cậu Tứ Lục, Okayama, tập trung thi thể để thiêu, để phòng dịch bệnh, dọn dẹp sạch đường phố. Đại tá, làm theo mệnh lệnh của ngài. Nhiệm vụ chuẩn bị cảnh vệ phòng bị toàn thành đã hoàn thành. Ngài còn có gì căn dặn nữa không? Mệnh lệnh của quân bộ chúng ta phải mau chóng hồi phục lại trật tự ở Bảo Định, thực hiện trị an. Truyền mệnh lệnh của tôi, dừng việc chém giết lại, dán bản thông báo an ninh cho nhân dân. Rõ. Vậy chúng ta cần phải mở cổng thành để tái tạo lại cảnh tượng phồn hoa không? Rất tốt. Phải phòng vệ nghiêm ngặt các loại phần tử nhân cơ hội phá hoại. Một khi phát hiện thì nghiêm túc mà công đánh. Tôi phải cho bọn chúng triệt để hoảng sợ khuất phục. Rõ. Anh, anh phát tài rồi. Rót nước đi. Những thứ này mà em còn chưa thấy qua nữa à, La Tử. Anh uống đi. Mà uống nước. Anh à, anh con nói xem chủ đề là thế nào. Anh nói cho em nghe. Suýt chút nữa thì bị bọn quỷ Nhật một anh lên dây điện rồi đấy. Chuyện gì vậy? Anh nói đi. Không có gì, nghỉ ngơi chút đi. Anh ra ngoài một chút. Anh còn đi nữa sao? Không đi được hả? Cửa Tiểu Bắc lại chết thêm 2000 mấy hộ. Vậy còn không đi? Tiền bị bù rè. Anh không cần bạn nữa sao? Anh em muốn tiền. Không có tiền, mạng là cái thá gì đâu.
La Tử, đi cùng với anh. Anh à, em sợ. Em sợ bị cột lên dây điện. Mày nói chuyện xui xẻo gì vậy? Cả ngày mày chỉ biết ở trong nhà mà đánh một giấc. Tiền đưa đến tận cửa rồi mà mày còn không dâng cơ hội nữa. Mày đáng chết mày biết không? Bạn mày còn bần tiện quá. Anh, La Tử, anh xem chừng giúp anh đấy. Thiếu một đồng thì anh lấy đầu của mày đi làm cái bô đấy. Anh xem anh nói kìa, thôi anh bao nhiêu năm đây, có khi nào em hai lòng đâu chứ. Đúng là vậy. La Tử, mày nhớ lấy, anh mày đang làm chuyện lớn đấy. Người Nhật thành toàn cho chúng ta, sau này có những ngày tháng tốt lành cho cậu sống. Anh à, điều này chẳng phải là điều mà chúng ta muốn đó sao? Anh, dễ đi thông thả. Đi đây. Anh, đi thông thả nhé. Phát tài rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cẩn thận chút nhé, đừng để cắt trúng tay. Cậu mau thu dọn bên đó một chút đi. Ông nói xem những cái này ông dùng để làm gì? Toàn bộ bị nát hết rồi. Đừng càng dàn nữa. Không có làm chết người là may mắn rồi. Tiêu rồi, chúng ta liều với chúng đi. Ông chủ, chúng ta liều với chúng đi. Đúng, chúng ta liều với chúng đi. Mở cửa đi. Người Trung Quốc, mau mở cửa đi. Cứu mạng với. Mau lên, cho tôi vào trong đi. Phùng lão gia. Phùng lão gia. Cậu quen tôi à? Phùng lão gia. Phùng lão gia. Là hội trưởng của hiệp hội siếc ảo thuật ở thành Bảo Định. Nếu ai mà không biết Phùng lão gia thì xem như là phí công lăn lộn trên đời. Tên quỷ Nhật giờ nãy là đuổi theo cậu. Suýt chút nữa là tôi bị trúng đạn rồi. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cậu chạy ra ngoài làm gì? Tôi giờ nãy tôi vừa mới giết vài tên lính Nhật. Thật sao? Thật chứ. Ngày xem mấy vết máu trên người tôi còn ở trên mặt này. Cái này là giả hay sao? Thật sảng khoái quá. Ông chủ, cho mọi người đều ra ngoài hết đi. Giết được tên nào hay tên đó. Đúng, mau giết đi. Được rồi, quỷ Nhật dễ giết đến vậy sao? Đừng kiếm chuyện nữa. Các anh em, tuyệt đối đừng có đi ra ngoài nhé. Cái đầu này của tôi còn phải giữ lại để ăn cơm. Yên tâm đi, chúng tôi không nói nữa. Chúng tôi rất kính phục anh. Phùng lão gia, ngài đã cứu tôi một mạng. Ngài chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Ngài chính là cha ruột của con. Xin hãy dặn con một lại. Tôi đã đập đầu với ngài ấy rồi. Đập đầu rồi đấy, Phùng lão gia. Mọi người đã nghe rõ chưa? Các anh đều là người tài đức, làm vinh quang hiển hách của Bảo Định. Trung Quốc có một câu nói rất hay: kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt. Một thời đại mới, một cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi. Còn rất nhiều chuyện đang chờ phải làm. Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á cần chúng ta cùng nhau dựng lên. Các vị, hội trưởng hội duy trì thủ nhiệm của Bảo Định là bạn của quân hoàng gia, đưa vào sử sách của đế quốc chúng ta lưu danh muôn đời. Ai làm chức hội trưởng này thì đó chính là chuyện vinh quang vô cùng, là chuyện quan tông diệu tổ. Người đào đắm rắm vậy? Thối không thể ngửi được. Trương Hạc Tông, ông có ý gì? Cạnh bên chó dữ, điên cuồng dựa vào thế lực mà cắn bậy khắp nơi. Được rồi mà vẫn còn giết chóc, tham lam vô độ. Là ý gì? Ông ta là đang mắng chúng ta.
Trương tiên sinh có thể đem ý nghĩa của câu khi nãy mà ông vừa nói giải thích cho rõ ràng hơn một chút hay không? Gửi thấy mùi chó, khốn nạn. Lương tâm của ông đã hỏng mất rồi. Nước mất nhà tan, sống còn gì vui vẻ? Giang sơn tan nát, chết có là gì? Các vị, Trương Bổ tôi xin các người tự mình lo liệu đấy. Tôi đi trước một bước đây. Tên giặc Hoa vô sĩ, máu tươi rưỡi khắp thanh đao. Trung Hoa, Trương tiên sinh, giết chết hết mấy người bọn chúng. Rõ. Người đâu? Đưa đi hết đi. Mau đem ra ngoài. Người Trung Quốc đáng hận. Đại tá, tôi nghe nói người trạng viên cuối cùng của thời Bản Thanh, Lưu Xuân Lâm đang ở Bảo Định. Chỉ bằng để cho hắn ta làm cái chức hội trưởng hội duy trì này đi. Được. Cậu mau chóng tìm cho ra Lưu Xuân Lâm. Rõ. Tướng quân. Rõ. Xin nghe tướng quân hãy yên tâm. Rõ. Tôi sẽ mau chóng đi gặp Ishii tiên sinh. Toàn lực phối hợp. Rõ. Rõ. Trưởng quan, là ai gọi điện vậy? Tướng quân Isogai. Tướng quân lệnh cho chúng ta đến số 6 đường Vĩnh Hoa, đi gặp một gánh xiếc đến từ Nhật Bản. Hơn nữa, còn yêu cầu chúng ta toàn lực phối hợp với họ. Gánh xiếc? Đây là một gánh xiếc thế nào vậy? Gánh xiếc Yamato. Xin chào đại tá Okayama. Đã khiến cho ngài phải đích thân đến đây, thật xin lỗi. Anh chính là băng chủ gánh xiếc Yamato, Ishii Katsuo tiên sinh. Chính là tại hạ. Xin mời ngài đại tá. Mời. Trưởng quan mời ngồi. Ishii, anh có thể nói cho tôi biết thân phận thật sự của anh không? Có thể. Tại hạ, ngoài là ban chủ gánh xiếc Yamato, thực ra là một quân nhân của đế quốc, chức vị là trung tá, thân mang sứ mệnh đặc biệt. Sứ mệnh đặc biệt gì? Xin lỗi trưởng quan, chuyện này tại hạ không thể nói. Vậy, tại sao các anh lại ở Bảo Định? Chuyện này đương nhiên cũng là điều cần thiết của sứ mệnh. Các anh sớm đã đến rồi sao? Đúng vậy. Trước khi chiến tranh hoàn toàn bùng phát thì chúng tôi đã đến rồi. Vậy các anh rất am hiểu về Trung Quốc rồi. Vẫn ổn. Trước tiên, gánh xiếc của Nhật Bản vốn chỉ bắt nguồn từ Trung Quốc. Tại hạ quen biết được rất nhiều Trung Quốc, cũng thông hiểu ngôn ngữ và tập tục của họ. Ishii, bây giờ thì anh có thể nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể khiến cho Bảo Định kiến thành một khu quốc phố thịnh vượng điển hình đây? Anh có kiến nghị gì hay ho không? Trước tiên tại hạ nghĩ vũ lực có thể đủ đánh bại cả một dân tộc, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ làm cho họ phục được. Người Trung Quốc bắt buộc phải tự mình quản lý người Trung Quốc. Nhưng mà những người đồng cốt của người Trung Quốc rất cứng đầu, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào đồng ý đứng ra làm hội trưởng hội duy trì của chúng ta. Thực ra người Trung Quốc cũng có nòng cốt rất mềm dẻo. Nếu tiện thì anh có thể tìm thử hội trưởng của hội thương nghiệp Bảo Định, Sùng Tái Đức. Tôi đã từng tìm hắn. Hắn nói hắn là một thương nhân, có thể giao tiền giao đồ ăn cho quân hoàng gia, nhưng mà không thể lên làm hội trưởng. Không, người Trung Quốc không phân chính trị thương nghiệp. Nếu như ngài đại tá hạ lệnh đem tất cả tài sản của hắn ta, tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm của đế quốc, vậy thì lúc đó tôi nghĩ là hắn sẽ không từ chối chúng ta nữa đâu.
Hay lắm. Y Si, quả như là một người am hiểu về Trung Quốc. Ngài quá khen rồi. Được. Nếu như các cậu đều nghe theo chỉ huy của Y Si, vậy thì đội binh tiên phong của chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Có gì cần thì cứ việc nói ra. Đa tạ trưởng quan. Mời. 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 Được. Y Si, nếu ở đây không tiện, có thể dọn đến bộ tư lệnh của tôi. Không. Không, tiện mà. Ở đây có thể che giấu thân phận của chúng tôi. Ở đây an toàn không? Rất an toàn. Ông chủ ở đây cũng là người nước mình. Vậy thì tốt. Được, vậy trưởng quan đi thông thả. Thứ cho thuộc hạ không tiễn xa hơn. Được thôi. Đại ca, trên đó viết cái gì vậy? Giận bay mà đến thì có cản cũng không cản được. Đại ca, anh đợi em với. Đại ca, thời kỳ phát tài đến rồi, đi thôi. Phát tài rồi hả? Đại ca, cậu qua, đi thôi. Cậu qua. Thành Bảo Định này là thiên hạ của người Nhật rồi. Em mau chóng ra ngoài đi. Không, là một người đàn ông thì nói phải giữ lời. Khóc cái gì? Không khóc có biết không? Đừng trách đại ca em dẫn tâm. Anh ra ngoài đến đây chính là đi tìm cái chết đấy. Em cứ đi theo anh như vậy, một ngày nào đó mà mất mạng thì phải làm sao? Em không sợ chết? Anh sợ em chết. Đừng có ở Bảo Định nữa. Nhưng mà em tìm một nơi không có người Nhật đi. Long đại ca. 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 Cậu qua, đừng trách Long đại ca nhẫn tâm. Long đại ca.